Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game đầu tiên, đó là Benrina. Chúng mình cùng đi khám phá tựa game này trước tiên nha. Ok, let's go. Phần này nào. Three, two, one, go! Rất là nguy hiểm. Oh my god! Con này trước. Được rồi. Thank you.
chuyển qua tựa game tiếp theo, Departure. Mình sẽ bỏ qua phần giới thiệu và đi luôn vào tựa game nha. Ok, let's go. One, two, one, one. At night. Phần giới thiệu và đi luôn vào tựa game, mình phá một cách phá tựa game là một cách nhanh nhất có thể nha các bạn ơi.
cũng như là mê cung vậy. Tự nhiên tiếp theo trốn qua hollow. Chuyển qua tựa game tiếp theo, Airship Invader. Wow, tựa game này bị lỗi rồi các bạn ơi. Mình sẽ chuyển qua tựa game mà Slap King. Oh no. Oh no.
thất vọng quá. Lại nào. Mình đã giành chiến thắng rồi. Oh no. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo là Morphe. Man Studio. Khó xuống thế nhỉ. Đây rồi. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, MR Bullets. Chết à. Oh no. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game cuối cùng, His Master 3D. Let's go.
Let's go. Let's go. Let's go. Video của mình sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại.